thể thấy là hiện nay chiếc MG5 có giá bán đang cao hơn chiếc MGZS, thì mình thấy là cái đấy là về cái mặt giá bán hoặc là cái mặt giá dự kiến của Tang Trông thì mình thấy nó đang hơi cao. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại với Xế Ngọng Vlog. Thì hôm nay lại làm một cái clip nho nhỏ chém gió bàn luận với anh em về giá bán của chiếc MG5. Mình chỉ nói ở đây là vấn đề giá bán thôi nhá, không bàn về lộ ngoại thất xe, bởi vì thực tế xe thì về Việt Nam rồi nhưng mình chưa có cơ hội để sờ mó trải nghiệm, cũng không, thực ra là chưa có thời gian rảnh để đến sờ mó như thế nào. Với lại nội ngoại thất rồi option trên xe nó cũng còn phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người mỗi khác nhau, nên là hôm nay mình chỉ bàn luận về giá bán. Nhiều anh em trên mạng hiện đang bảo là chiếc MG5 ngáo giá, hoặc là với giá bán đấy thì thà mua mẫu xe này mua mẫu xe kia. Thế thì thử đi sâu tìm hiểu một chút xem là chiếc MG5 nó có ngáo giá thật hay không. Thì mình là một người đào sâu tìm hiểu về xe Trung Quốc, chứ thực ra thì các hãng xe Nhật Hàn khác mình cũng không để ý lắm. Nhật Hàn Mỹ gì đấy thì mình cũng không để ý lắm, mình chỉ chuyên sâu tìm hiểu về xe Trung Quốc vì mình là người sử dụng xe Trung Quốc mà. Thì qua tìm hiểu thì từ trước rồi, thông tin chiếc MG5 dục dịch về Việt Nam thì cũng cách đây khoảng nửa năm rồi. Tìm hiểu thì mình có thể thấy là việc Tang Trông đưa MG5 về Việt Nam mà giá bán như ở thời điểm hiện tại đang là giá dự kiến nhé, anh em nên hiểu rõ là giá dự kiến nhé, là 585 triệu. Thì với bản thân mình thì mình thấy nó hơi cao. Lý do vì sao? Lý do là bởi vì ở thị trường Trung Quốc chiếc MG5 có giá bán thấp hơn chiếc MGZS, hay như ở thị trường gần nhất với Việt Nam đây, cùng là Đông Nam Á, ở thị trường Thái Lan thì chiếc MG5 cũng thấp hơn chiếc MGZS. Và nhìn sang các hãng xe khác ấy, ở cùng phân khúc, giống như kiểu so sánh giữa giá xe của một chiếc SUV hạng B và một chiếc sedan hạng C, thì chiếc sedan hạng C bao giờ cũng có giá thành thấp hơn một chiếc SUV cỡ B. Đó, thì nhìn vào đấy thì anh em có thể thấy là hiện nay chiếc MG5 có giá bán đang cao hơn chiếc MGZS, thì mình thấy là cái đấy là về cái mặt giá bán hoặc là cái mặt giá dự kiến của Tang Trông thì mình thấy nó đang hơi cao và nó không được hợp lý, nên là cái việc mà nhiều anh em người dùng đang bảo ngáo giá hay như thế nào ấy, rồi anh em so giá với các hãng xe khác thì mình không nói, nhưng mà về cái mặt định giá để giá của Tang Trông bây giờ thì mình thấy nó đang hơi được hơi hơi bất hợp lý một chút. Đó. Tuy nhiên anh em mình cũng để ý một chút nhé, thì anh em có thể nhìn thấy ở đây là Tang Trông ghi rõ là giá dự kiến 585 triệu, thì theo cách hiểu của mình cái giá dự kiến này có thể thay đổi. Đó là sao? Đó là Tang Trông hiện tại đang để đặt cọc có 2 triệu, đặt cọc xe có 2 triệu và sẵn sàng hoàn cọc nếu mà anh em không lấy xe. Thì mình hiện đang hiểu là Tang Trông đang để cái mức giá dự kiến là 585 triệu và cái cọc như thế, thì họ sẽ có một cái người làm kinh doanh mà họ sẽ nhìn nhìn vào cái số lượng đặt xe đấy, cái số lượng mà người nào thực sự yêu thích đặt xe họ có thể từ đấy và nhìn ra là à, số lượng người đặt như thế này với cái mức giá như thế này thì là hơi cao, thì họ có thể đao giá xuống bằng cách là chạy khuyến mại, ví dụ như là khuyến mại 50% lệ phí trước bạ, vì là xe nhập khẩu mà thì sẽ không có cái phí trước bạ đấy, thì hãng họ khuyến mại 50% chẳng hạn đã là mấy chục triệu rồi, hoặc là khuyến mại bằng cách tặng phụ kiện hay như thế nào, hoặc giảm giá, cái đấy là mình nghĩ là phải đến 90% tương lai Tang Trông họ sẽ làm cái chương trình như thế. Tuy nhiên nếu mà nhiều anh em nào yêu thích MG, mình thấy cũng có nhiều khá nhiều bài viết khen là cái giá đấy như thế này, giá đấy như thế kia ở trên hội nhóm group MG ấy, thì mình thấy là cũng khá nhiều anh em khen cái mức giá như thế là ok, là thế này thế kia. Thì nếu mà ở cái trường hợp thứ hai, nếu mà
nhiều người đặt xe với cái mức giá 585 triệu đấy, và Tăng Trông họ thấy là cái mức giá này bán ra và tiếp cận được đến nhiều người chấp nhận cái mức giá như thế, thì họ sẽ để nguyên mức giá như thế. Đó, đấy là hai trường hợp. Nhưng mình nghĩ trường hợp là trong thời gian tới Tăng Trông sẽ có những cái chương trình khuyến mại và giá thực tế lăn bánh nó sẽ rẻ hơn là như bây giờ. Mình nghĩ là thực tế lăn bánh nó chỉ rơi vào khoảng 600 triệu thôi, chứ cao quá thì cũng sẽ hơi khó, doanh số sẽ hơi khó, bởi vì là ít nhiều đó là xe Trung Quốc mà. Đó, nó là mang tiếng cái xe Trung Quốc, là cái câu chuyện mà để mà hết cái mang tiếng xe Trung Quốc ấy thì 5-10 năm nữa, chứ còn ở thời điểm hiện tại này nó vẫn mang tiếng khá là nhiều. Đó là cái vấn đề về giá bán. Còn vấn đề tiếp theo cũng mà đi sâu bàn luận với anh em một chút, đó là với 585 triệu thì có lên mua MG5 không? Thật ra mình hiện tại đang là một người sử dụng xe Trung Quốc. Với mức giá 585 triệu mà để mua một chiếc sedan hạng C, ở góc cạnh, ở khía cạnh là một người sử dụng xe Trung Quốc, thì mình chốt luôn, mình nói luôn, đây là quan điểm cá nhân nhé, mình nói luôn, mình không mua MG5 mà mình sẽ xuống tiền mua Beijing U5. Không phải là mình đang sử dụng xe do Kilin phân phối thì mình khen xe Kilin phân phối hay là mình thế nào đối với MG, mà thực ra mình là một người tiêu dùng, mình cân nhắc cái vấn đề hiện nay chiếc Beijing U5 có giá là 498 triệu và chiếc MG5 là 585 triệu, hai chiếc xe hiện nay đang chênh lệch nhau 87 triệu giá niêm yết, chưa tính giá lăn bánh nó sẽ đội lên, thì mình cứ nói làm tròn là 90 triệu đi. Với 90 triệu đấy, với 90 triệu chênh lệch đấy, mình sẽ được những gì? Giả sử với mức độ đi như nhà mình đây, một năm mình đi bảo dưỡng 2 lần, một năm mình đi đi khoảng hơn 2 vạn, bảo dưỡng 2 lần, mỗi lần bảo dưỡng một chiếc sedan hạng C, kể cả là bị chém đi nhá, bị hãng chém đi, thì cũng chỉ mất khoảng 3 triệu cho một lần bảo dưỡng. Đó, một năm mất 6 triệu. Và 90 triệu đấy mình đi được 15 năm bảo dưỡng. Tính ra mức tiền 15 năm bảo dưỡng, chỉ tính ở mức độ hoàn hảo nhá, là chỉ sử dụng xe chỉ phải bảo dưỡng thôi. Đó, còn nếu mình khi mình nói đến đây thì rất nhiều anh em đang sử dụng xe MG sẽ bảo là hệ thống đại lý, hệ thống thế này, hệ thống thế kia, nó ok hơn, nó thế này, nó thế kia. Cái đấy thì là điều hiển nhiên rồi, cái đấy là không thể chối cãi. Và thậm chí là ở trước MG5 là mình không đọc thấy có thông tin là có được bảo hành được bảo dưỡng 5 lần đầu tiên miễn phí như chiếc MGZF hay không. Nhưng kể cả là với 5 lần miễn phí đấy thì mình vẫn còn 10 lần còn lại, và mỗi lần 10 lần còn lại như thế mình vẫn còn 25 lần còn lại, và với 75 triệu. Thì với 75 triệu đấy thì mình sẵn sàng bỏ ra đâu đó khoảng 3-40 triệu cho cái vấn đề di chuyển. Mỗi lần đi bảo dưỡng phải di chuyển xa ấy, thì mình sẵn sàng bỏ ra 30-40 triệu cho cái vấn đề di chuyển đấy. Thậm chí là chấp nhận, như anh em vẫn hay bảo là mỗi lần bảo dưỡng, ví dụ như hỏng hóc cái gì ấy mà phải thay thế đồ thì đợi lâu ấy, thì cái mức chênh lệch tiền đấy nó cũng vẫn khá là lớn, cho nó đủ xứng đáng để bỏ ra để mình bù cho cái thời gian chờ đợi. Đó, thì cái đấy là mình là một người sử dụng, mình sẽ lăn tăn như thế. Nhưng nếu như mà giá bán của chiếc MG5 hoặc là giá lăn bánh mà có kèm khuyến mại vào mà nó thụt xuống, ví dụ như là chiếc Beijing U5 bây giờ đang khoảng lăn bánh khoảng 550 triệu cho biển tỉnh, thì mà chiếc MG5 cho biển tỉnh mà là 570 hoặc 580 triệu cho biển tỉnh lăn bánh ấy, cho biển tỉnh, thì nó lại là một câu chuyện khác nhá. Ở đây mình chỉ đang nói là cái giá là 585 triệu, cái giá lên miết thôi nhá, chứ không nói là giá khuyến mại hay như thế nào. Nếu mà có khuyến mại thì nó lại là một câu chuyện khác. Đó. Còn ở góc nhìn, ví dụ như mình là một người sử dụng xe bình thường, mua xe lần đầu, sử dụng xe bình thường và không hề có cái gì có gọi là một cái góc nhìn gì có thiện cảm với xe Trung Quốc cả,
thì với mức giá 585 triệu của MG5 thì xin lỗi, mình chốt luôn một chiếc Honda City. Honda City bây giờ là giá niêm yết là 599 triệu nhưng theo như mình tìm hiểu thì được khuyến mại đâu đó cũng được, hình như là được 30 triệu hay sao, khuyến mại 30 triệu. Lăn bánh vẫn rẻ hơn một chiếc MG5. Mình sẽ chốt luôn. Khi mình nói đến đây nhá thì rất nhiều anh em sẽ bảo là so sedan hạng C với sedan hạng B vô lý thế này thế kia. Nhưng Honda City từ trước đến giờ nó ở phân khúc hạng B nó rộng rãi, nó lái như thế nào thì hoặc là hệ thống đại lý hoặc là quá trình sử dụng cộng đồng sử dụng xe nó như thế nào thì anh em biết rồi, nó vượt trội hơn MG5 là cái chắc, mình khẳng định luôn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như nhiều anh em sử dụng như nhiều anh em anti xe tàu ấy thì thà đi một chiếc xe ở dưới phân khúc mà là xe Nhật, xe Hàn sẽ hơn đi một chiếc xe Trung Quốc. Đó là góc nhìn của những người anti nhé, hoặc là không để ý đến xe Trung Quốc. Đó, đấy là góc nhìn của họ. Thì nếu mà ở góc nhìn như thế thì mình sẽ chốt một chiếc Honda City. Hoặc chắc cú hơn thì mình sẽ mua một chiếc Vios bản G. Tuy nhiên vì sao mình chắc cú hơn thì mua, nhưng nếu mà là bản thân mình thì mình sẽ không mua Vios. Bởi vì sao thì thực tế Vios thì đi ra đường thì nó cứ mang tiếng cái kiểu dịch vụ ấy. Rồi đến cái lúc mà anh em để ý nha, anh em nào sử dụng xe Vios có thể thấy mình đi rõ ràng, mình đi là mình là người sử dụng cá nhân, xe rất giữ gìn rồi thế này thế kia, nhưng lúc bán lại kiểu gì cũng bị quy thành dịch vụ. Rồi số km mình đi có ít đi chăng nữa thì người ta lại bảo là mình tua. Đấy, rồi thợ giả dân đấy, vân vân. Thế nên là mình không đặt cái vai ớt vào vấn đề này. Cái tiếp theo là sẽ mình thấy rất nhiều anh em bảo là với giá này thì mua K3 bản thấp. Thì mình cũng công nhận là bản thân mình cũng bảo là mua K3 bản thấp. Nếu mà tìm hiểu kỹ một chút ấy, tuy nhiên thì giá thành nó hơi nhỉnh hơn nên là mình không đưa vào. Còn nếu anh em nào mà đang xông xênh tiền thì có thể mua K3 bản thấp là chuyện bình thường. Đó, hoặc thậm chí là cố tí lên bản cao, nhưng đó là một câu chuyện là giá thành thì mình chỉ đặt ở cái giá thành, ngưỡng giá thành như nhau thôi. Đó. Còn ai sẽ là người mua MG5? Thì theo như mình tìm hiểu thì mình cũng thấy có khá nhiều anh em đặt cọc rồi. Thì lấy xe hay không thì mình không biết, nhưng cũng có và khá nhiều thì cũng không phải, nhưng mà cũng có anh em đặt cọc MG5 với mức 2 triệu rồi. Thực tế thì anh em có lấy hay không thì phải chờ đợi. Lấy xe hay không thì phải chờ đợi, hay chỉ cọc vui hay không thì mình cũng không biết. Tuy nhiên những ai mình đặt ở khía cạnh những ai sẽ mua xe MG5 với giá 585 triệu thì mình nghĩ những người mua MG5 là những người có niềm tin vào xe Trung Quốc. Ví dụ như mình đây, hoặc là khá nhiều anh em xem kênh của mình thì cũng gọi là được mình truyền một chút cảm hứng đối với xe Trung Quốc, một chút niềm tin đối với xe Trung Quốc, thì những anh em đấy có niềm tin với xe Trung Quốc là nó dùng ok. Đó, tuy nhiên anh em lại ngại cái vấn đề là như mình nói ở đoạn đầu ấy, là ngại cái vấn đề là hệ thống đại lý, ví dụ như U5 ấy, hệ thống đại lý nhiều thì anh em lại chọn MG5 vì hệ thống đại lý nó phủ khắp cả nước. Như bây giờ thì mình nhớ là hình như ba mấy đại lý thì phải. Đó, thì phủ khắp cả nước, hệ thống phụ tùng các thứ nó cũng ổn hơn, có nghĩa là support về sau ấy nó cũng ok hơn, thì những anh em như thế sẽ mua. Và những anh em có gì nhỉ, có cái lứa tuổi, mình nghĩ là cái lứa tuổi khoảng dưới 30, yêu thích cái sự thể thao, cái ngoại hình thể thao, cái sport trên con MG5, thì nhiều anh em có thể vì cái ngoại hình hoặc vì cái option trên xe mà đặt cọc, có ý định lấy MG5 chẳng hạn. Tuy nhiên thì cái số lượng người đặt cọc và có ý định lấy MG5 với mức giá 585 triệu ấy thì mình nghĩ là không nhiều. Mình hy vọng là với cách định giá của Tăng Trông, hoặc là cách định giá ghi là cái giá dự kiến ấy, 585 triệu ấy, thì mình hy vọng trong thời gian tới này thì Tăng Trông sẽ có những cái chương trình khuyến mại để cho cái mức giá MG5 nó giảm xuống, nó tiếp cận anh em sử dụng xe tốt hơn.
Bởi vì dù sao thì theo như mình nhận xét là cái định giá MG5 bây giờ của Tăng Trung nó hơi bất hợp lý. Ở nước ngoài, ở Trung Quốc hay ở thị trường Thái Lan thì chiếc MG5 có giá rẻ hơn MGZS, thì chẳng có lý do gì mà khi về đến Việt Nam mà chiếc MG5 lại có giá cao hơn chiếc MGZS cả. Thế cho nên là định giá lại, và hy vọng là anh em mà yêu thích MG có cái trải nghiệm hoặc là có cái giá bán để tiếp cận xe sẽ tốt hơn, và hy vọng giá thật tốt để anh em mua nhiều, dù ít dù nhiều cũng khiến cho cái sự ngáo giá với mình nhá, với mình thì cái sự ngáo giá của các xe Nhật xe Hàn nó cũng bớt đi một chút, nó lại đẩy cho cái giá bán của xe Nhật xe Hàn nó thấp xuống, thì tính đi tính lại thì người dùng mình vẫn là người hưởng lợi. Anh em có anti hay không anti đi chăng nữa thì giá bán của xe càng thấp, càng về với giá trị thật, càng tiếp cận với giá bán các nước lân cận ấy, thì người dùng mình càng có lợi thôi. Thế anh em cũng hạn chế chửi nhau thôi. Tiền của mỗi người chứ anh em có cho nhau đâu. Cứ ông xe Nhật chửi ông xe Trung Quốc làm gì, ông xe Nhật chửi ông xe Hàn chửi xe Trung Quốc làm gì, cho nó đau đầu ra. Đấy nhá, clip mình chia sẻ cái góc nhìn cá nhân của mình thôi. Thế nhá, xin chào anh em.